Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo đó là liên quan đến cái vấn đề ông Phó Tổng thống Mike Pence đã tiếp cái phái đoàn của các bác sĩ tiền phương gọi là Frontline Group Doctor. Họ đã chữa trị cho bệnh nhân hết virus Vũ Hán bằng thuốc Kylin. Thế thì trong tuần vừa rồi, Phó Tổng thống Mike Pence đã tiếp phái đoàn của bác sĽ đại diện là bà Jenny Beth Martin, là coi như là chủ tịch của đảng Tea Party. Trong đó có bà bác sĩ da đen Stella Emanuel, trong đó có ông bác sĩ nổi tiếng ở bên Beverly Hills, đó là ông bác sĩ Simon Gold, cộng thêm với các bác sĩ chuyên môn mà đã thành công trong vấn đề chữa trị bằng thuốc Kylin. Và sau cái buổi họp báo ở tiền đình của tối cao pháp viện hôm thứ tư vừa rồi, thì cái chương mục câu chuyện của các bác sĩ được đưa lên Facebook, đưa lên Twitter, đưa lên Google. Nhưng mà trong vòng 12 tiếng, tất cả các cái bài viết ở trên Google và Facebook đã bị xóa. Họ lấy cớ là cho đến bây giờ những cái loại thuốc này chưa được hoàn toàn đồng ý, cho nên gây ra sự hiểu lầm, cho nên họ lấy hết. Quý vị thấy lạ lùng chưa? Và ngay cả trong cái buổi gọi là điều trần trước quốc hội vừa rồi, Mark Zuckerberg là giám đốc của Facebook cũng tuyên bố những cái loại bài mà nói về cái loại thuốc này là chúng tôi bỏ đi hết, không cần biết là bác sĩ đồng ý là không. Quý vị thấy chưa? Nó ăn tiền của Cộng sản, nó muốn làm loạn nước Mỹ. Và nhiều nhà quan sát cho thấy rằng xin lỗi quý vị, cho đến bây giờ người Mỹ đã chết đến 150.000 người là vì họ không được chữa bằng thuốc chloroquine. Nếu mà cái thuốc này được tiếp tục dùng, quý vị nhớ lúc đầu ông Donald Trump ông ấy dùng, ông hết bệnh, ông không bị nhiễm, ông ấy tuyên bố cái thuốc này tốt. Đức Quốc dùng, Pháp dùng, Âu Châu dùng, bên Anh bên Ý dùng hết. Nhưng mà đảng Dân Chủ, thằng Fauci, thằng Bill Gates, rồi nó nói rằng là cái loại thuốc này nguy hiểm, chưa được minh chứng và có thể gây hại sâu xa. Vì thế cho nên cấm, FDA không cho phép, làm cho cái loại thuốc chloroquine này không được sử dụng. Rất nhiều bác sĩ ở bên Tàu người ta dùng loại thuốc này, cũng như ở bên Âu Châu. Bệnh nhân bị nặng gì mà đã uống Kylin vào vài phút, vài giờ đồng hồ hồi phục. Cho nên chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của Cộng sản ở Mỹ này rất mạnh. Nó cho tiền với cái thằng Fauci, cho tiền với cái thằng Bill Gates, rồi những cái thằng Mark Zuckerberg, những thằng Jeff Bezos là của Amazon, cũng đều bị mang tiếng là loại thuốc chloroquine này không nên dùng. Nhưng càng ngày càng thấy thế giới cho chứng minh rằng là thuốc này là một loại tốt nhất để chúng ta có thể chữa được cái bệnh virus Vũ Hán. Và nếu được dùng sớm thì giờ này đã cứu được hàng trăm ngàn bệnh nhân. Mặc dù cái số 150.000 đó là một con số họ thổi phồng. Rồi chúng ta qua một bản tin khác, đó là bản tin về không gian. Vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm 27 vừa rồi, ở thành phố Florida, Cape Canaveral, Hoa Kỳ đã phóng thành công hỏa tiễn Atlas số 5, đưa vào không gian, đưa lên trên hỏa tinh một phi thuyền, trong đó đem theo một chiếc xe rover, tức là một chiếc xe robot nặng 2.265 pound, tức là hơn 1 tấn. Và chiếc xe này là một chiếc xe thứ 7 được phóng lên hỏa tinh. Lần đầu tiên vào năm 1997, Hoa Kỳ đã phóng lên một chiếc xe rover để thám hiểm. Đó. Và chiếc xe rover đầu tiên sau đó đã được phóng theo 5 chiếc xe rover khác để khám nghiệm. Và người ta tính toán rằng là những cái khám nghiệm này nó làm cho khoa học gia có một hình ảnh rõ ràng về hỏa tinh, từ vấn đề độ cao độ thấp, từ vấn đề khí hậu, đến vấn đề gọi là những cái dấu tích mà đã hơn một lần ở trên hỏa tinh có nước.
Bởi vậy cho nên hôm nay họ sẽ cho chiếc phi thuyền mới loại Land Rover, nó gọi Perseverance, đó là cái tên của chiếc xe Land Rover này, có 6 bánh xe, và hạ xuống hỏa tinh vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 tới đây bằng hai chiếc dù khổng lồ để hạ phi thuyền đem theo chiếc xe Rover tên là Perseverance này. Và sau đó chiếc xe Rover này sẽ đi vào khoảng từ 40 đến 70 cây số ở trên mặt hỏa tinh, và khi hạ xuống sẽ được hạ vào trong cái gọi là crater, tức là trong một cái hố mà sâu đến hàng trăm thước, vì đây có nhiều dấu hiệu cho thấy trước kia nó có nước và bây giờ là một cái hồ cạn. Và trong đó sẽ đem theo máy hình, trong đó sẽ đem theo tất cả những cái vật dụng cần thiết đào xới. Họ hy vọng lần tới trở về trái đất, chiếc xe Perseverance này sẽ đem theo đá mà họ lấy được, khai thác được trên hỏa tinh, và một vệ tinh đưa người lên trên hỏa tinh sẽ được dự tính phóng đi vào năm 2030 tới đây. Cái cuộc du hành từ đây lên hỏa tinh quý vị biết nó xa lắm, nó xa, ở đây lên cung trăng vào khoảng 240.000 mai, nhưng mà đây lên trên hỏa tinh nó xa đến trên 300 triệu mai, 308 triệu mai, tức là vào khoảng gần 500 triệu cây số. Vì thế cho nên phải đi hết 6 tháng, 728 ngày mới đi tới hỏa tinh và hạ cánh. Bởi vậy phóng thì từ ngày 24 tháng 7 vừa rồi, nhưng mà sẽ lấy đi 700 ngày, tức là người ta tính ra đến ngày 18 tháng 2 năm 2021 mới đến hỏa tinh và hạ xuống. Do đó họ mới tính chủ trương năm 2025 đưa người trở lại nguyệt cầu, từ đó mới xây ra một cái trạm không gian, và từ nguyệt cầu sẽ phóng vệ tinh lên trên hỏa tinh, nó nhanh hơn và nó bớt đi được rất nhiều. Cho nên thưa quý vị, cho đến bây giờ cả thế giới đều sợ nước Hoa Kỳ lắm bạc nhiều tiền và nhân tài. Quý vị thấy tuần vừa rồi bên Nga cũng phóng đi một ở bên xin lỗi bên tàu cũng phóng như một vệ tinh, nói rằng cũng đi theo Hoa Kỳ để lên hỏa tinh. Nhưng mà tàu thì quý vị biết lâu nay nó chỉ nhờ Nga, là vì nền khoa học của Nga sau khi Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì ngân sách người ta đã cắt, thì tàu nó bỏ tiền thuê những cái khoa học ra của người Nga về để giúp cho nó làm mấy cái vệ tinh, có thể thôi, làm sao bằng Mỹ được. Cho đến giờ này chưa có nước nào đưa người lên cung trăng. Nước tàu cũng hy vọng 2030 sẽ có người lên cung trăng, đấy mới hy vọng thôi. Nhưng mà Mỹ đã lên cung trăng, và Mỹ đã cắm cờ ít nhất 7 lần ở trên cung trăng. Thì đến bây giờ hỏa tinh cũng thế. Đây là một chuyến đi trong đó, đặc biệt lần này chiếc xe Perseverance này sẽ phóng đi một phi cơ trực thăng. Đấy mới là cái tuyệt vời. Ở trên hỏa tinh không có phải không khí như ở dưới chúng ta. Ở trên đó là carbon dioxide, tức là oxy carbon, tức là trên nó thán khí không à, chứ không phải là oxygen như chúng ta có ở dưới này. Thế thì bây giờ trong cái đường lối của NASA của Hoa Kỳ, họ sẽ tính phải sản xuất oxy cho các phi hành gia thở ở trên hỏa tinh. Và muốn như thế thì bây giờ họ phải có những cái máy để họ thử trước, và họ hy vọng họ sẽ thành công. Và khi thành công về vấn đề oxy để có thể nuôi người, cho nên bây giờ họ thử phóng đi một phi cơ trực thăng nặng 4 pound, tức là vào khoảng 1.6 kg, 1.7 kg, là vì cứ 2 pound 2 là 1 kg, mà 4 pound 4 thì mới là 2 kg, mà đây cái này 4 pound tức là vào khoảng 1.6 kg, 1.8 kg. Chiếc phi cơ trực thăng này sẽ đem theo và sẽ bay vào khoảng độ 60 giây thôi, 75 giây, bay tầm một khoảng độ 1 cây số để họ có thể chụp và thí nghiệm chiếc phi cơ này, để cho cái độ mà phóng trong tương lai họ không phải phóng đi một chiếc phi cơ trực thăng, mà họ có thể phóng đi nhiều phi cơ trực thăng để họ thám hiểm và họ tìm hiểu. Thứ nhất, họ sẽ dùng một cái máy khoan
ở trên chiếc xe Rover này để đào đá lấy về đem về, và những cái mẫu kim loại ở trên hỏa tinh. Và cho đến bây giờ nhiều khoa học ra cho thấy rằng ở trên nó có nhiều loại kim loại mà chúng ta cần thiết cho vấn đề kỹ nghệ. Cho nên đây là một cái trường hợp tuyệt vời của nước Mỹ về vấn đề không gian. Và đó cũng là lý do tại sao mà ông Tổng thống Donald Trump đã phải thành lập quân lực vũ trụ không gian là như thế. Thì quý vị có người hỏi cái hồ mà nó trước kia đã từng là có nước và bây giờ sẽ hạ chiếc rover này xuống, thì cái hồ nó rộng hay nó sâu bao nhiêu? Thì cho đến bây giờ mọi người đều biết là các khoa học gia đã chụp sau 7 chiếc rover trước, 6 chiếc rover trước, thì cái hồ này có cái tên là Jezero Crater và nó sâu 250 thước. Đó, tức là vào khoảng độ 820 feet. Và cái hồ này có vào khoảng độ 3 tỷ rưỡi năm. Vì thế cho nên ông Jim Bridenstine, giám đốc NASA, nói rằng là chúng ta có rất nhiều hy vọng sẽ tìm được cái dấu vết nước để từ đó có thể hiểu được cái đời sống ngày xưa thượng cổ của cái hỏa tinh. Nói tóm lại, cái chương trình này quý vị biết tốn bao nhiêu? 2.300 triệu đô la để mà dùng cho cái phóng một chuyến đi này. Thì vì thế cho nên có một cái hay nữa là phóng đi từ Canaveral, nhưng mà cái phòng mà kiểm soát đường đi và đường bay của cái phi thuyền này nó lại ở La Cañada, bên cạnh thành phố Pasadena ở Cali. Nó gọi là JPL, Jet Propulsion Laboratory, là cái nơi tất cả các khoa học gia theo dõi cái chuyến đi và chế tạo cái loại Land Rover này. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện, gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.